băng tần 57.3 của Việt Nam America Television. Trở lại với chương trình Thế giới về ngày thời sự, sau đây Thái Bình sẽ bắt đầu phần tin thể thao. Thưa quý vị, Tyson Gay đã gửi chiến thư đến Peter Bolt. Vận động viên điền kinh người Mỹ đã về nhất nội dung 100m nam tại giải Lausanne Diamond League rạng sáng hôm thứ Sáu vừa qua. Nhà cựu vô địch thế giới Tyson Gay đã về nhất với thành tích là 9,79 giây, trong khi đối thủ chính của anh là vận động viên Asafa Powell của Jamaica về nhì với 9,88 giây. Chiến thắng của Tyson Gay càng đáng ghi nhận hơn khi đây là thành tích tốt thứ hai trong năm 2013 tính cho đến hôm nay. Cũng chính anh là người đã sở hữu cả 3 thành tích tốt nhất ở cự ly 100m là 9,75 giây, 9,79 giây và 9,86 giây. Ở giải Lausanne Diamond League vừa diễn ra, tia chớp người Jamaica Usain Bolt đã không tham gia. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho vận động viên này. Phong độ tuyệt vời của Tyson Gay đã khiến anh trở thành đối thủ lớn nhất với Bolt tại giải vô địch điền kinh thế giới sắp diễn ra tại Moscow vào tháng 8. Ở tuổi 30, vận động viên người Mỹ là minh chứng cho câu gừng càng già càng cay. Một người đàn bà đang chạy cả chặng đường 2.000 dặm của Tour de France. Trong khi các tay đua xe đạp đang tham gia trong những vòng thi của Tour de France, một người đàn bà từ Virginia sẽ chạy cả chặng đường này không phải bằng xe đạp mà bằng chân. Zoe Romano, 26 tuổi, mong rằng hành trình này sẽ quyên được 125.000 Mỹ Kim cho World Pediatric Project, giúp trợ cấp những phương tiện cho bác sĩ và y tá nhi đồng ở những nước nghèo khó. Romano đã bắt đầu vài tuần trước các tay đua xe đạp và chạy khoảng 30 dặm một ngày với vận tốc trung bình là 9 phút một dặm. Cô sẽ phải chạy như thế 9 tuần liên tiếp để hoàn tất cả chặng đường kết thúc tại Paris. Bạn trai của Romano là Alex Krieger, một nhà làm phim sẽ đi theo để thu lại cuộc hành trình này. Để theo dõi Romano trên tuyến đường dài này, quý vị có thể lên trang xã hội Facebook ở www.fb.com/ZoeGoesRunning. Và thưa quý vị, sau đây là phần tin nghệ thuật và giải trí. Music video của Justin Timberlake bị YouTube cấm vì quá nhạy cảm. Video Tunnel Vision có chứa hình ảnh những cô gái ngực trần, nhảy nhót bị cấm xuất hiện trên kênh chia sẻ lớn nhất thế giới. Tunnel Vision nằm trong album mới ra mắt hồi tháng 3 của Justin Timberlake, The 2020 Experience. Video clip của ca khúc được xếp vào danh sách có chứa những hình ảnh nude, bạo lực, không thích hợp để phát hành trên YouTube, vì thế đã bị gỡ bỏ ngay sau khi được tung ra hôm 3 tháng 7 vừa qua. Trong music video, Justin ăn mặc kín đáo, lịch lãm, thể hiện bản ballad của mình. Thế nhưng những người mẫu nữ quanh anh lại gần như không mặc gì. Họ nhảy nhót khoe đường cong cơ thể trong làn khói thuốc mờ ảo, với bộ ngực trần và những chiếc underwear mảnh màu nude. Trong một số cảnh thì khuôn mặt của Justin mờ, chồng lên hình ảnh cơ thể của các cô gái. Khi quảng bá cho clip đầu tháng 6 thì nam ca sĩ cũng đã tiết lộ ca khúc của anh chắc chắn có những cảnh nóng bỏng, nhưng có lẽ người hâm mộ chưa hình dung được mức độ khiêu gợi của music video. Video do Jonathan Craven, Simon McLaughlin và Jeff Nicholas đạo diễn. Jonathan Craven là con trai của nhà sản xuất phim kinh dị nổi tiếng Wes Craven, người từng tạo ra A Nightmare on Elm Street. Dove tung ra thêm một quảng cáo nhấn mạnh nét đẹp tự nhiên của phụ nữ. Công ty Sebum Dove thường đưa ra những quảng cáo khuyến khích phụ nữ tự tin với nét đẹp tự nhiên của mình, lại lấy được lòng của khán giả một lần nữa với quảng cáo Camera Shy. Trong quảng cáo, các người đàn bà khác nhau trong những trường hợp khác nhau đều tránh né máy thu hình vì không thoải mái và tự tin với diện mạo của mình. Quảng cáo hỏi một câu hỏi đơn giản nhưng rất sâu sắc, đó là: từ lúc nào bạn không còn nghĩ là mình đẹp? Quảng cáo 60 giây này sản xuất bởi Ogilvy & Mather đã thắng giải Cannes Gold Lion trong năm nay. Xin mời quý vị xem quảng cáo sau đây. Peek-a-boo, I see you sitting in the corner looking kind of blue. Don't you try to hide, you know who. Peek-a-boo, peek-a-boo, I see you. Peek-a-boo, I'll kiss you. Keep you out of mischief. Make your blue skidoo. Silly to be shy with you, no. Peek-a-boo, peek-a-boo, I'll kiss you. Peek-a-boo, I love you. Better make your mind up that you love me too. Cause you're gonna marry you, no. Peek-a-boo, peek-a-boo, I love you.
Thưa quý vị, con gái của Michael Jackson chưa tìm được nơi điều trị tâm lý. Cô con gái 15 tuổi của huyền thoại nhạc pop đã cứa cổ tay và uống 20 viên thuốc giảm đau để tự tử hôm 5 tháng 6. Chứng trầm cảm đến từ nỗi đau mất bố và sự cô đơn trong cuộc sống được cho là nguyên nhân chính của quyết định gây sốc này. Cô bé may mắn được cứu sống và hiện nằm ở khu phục hồi tâm lý của trung tâm y tế UCLA. Gia đình Jackson đã quyết định đưa Paris tới một trung tâm phục hồi chức năng của Mỹ, nhưng việc tìm một địa chỉ thích hợp cho cô bé không hề dễ. Tuần trước, TJ Jackson, anh họ kiêm đồng giám hộ các con của Michael Jackson, đã liên hệ với một trung tâm ở Utah, nơi mà mẹ đẻ của Paris, bà Debbie Rowe, rất ưng ý. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết trên New York Daily, nó quá xa nơi ở của gia đình Jackson ở Los Angeles. Các thành viên trong gia đình Jackson cho rằng Paris cần ở gần các anh em và những người thân thích của cô bé hơn. Nguồn tin khác lại cho rằng Trung tâm Phục hồi Chức năng ở Utah đã từ chối tiếp nhận Paris Jackson vì lo ngại sự có mặt của cô bé ảnh hưởng đến trung tâm. Paris hiện được điều trị chế độ dành cho những người mắc chứng bệnh biến ăn ở UCLA, dù cô bé không gặp vấn đề gì về đường ăn uống. Mong là quý vị đã có một 4th of July vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Nếu quý vị không có dịp đi xem pháo bông, sau đây là một màn pháo bông Tuyết Lê đã tạo ra trên máy vi tính với một program tên là FW Sim để gửi tặng quý vị. Xin mời quý vị thưởng thức sau đây. Thưa quý vị, một lần nữa, màn pháo bông quý vị vừa xem được tạo bởi Tuyết Lê 100% trên máy vi tính, nhưng mong là trông cũng đủ giống như thiệt để giúp vui cho quý vị. Taylor Swift đã mang cả tour diễn vào video mới. Cô công chúa nhạc đồng quê đã phát hành video Red hôm 3 tháng 7 vừa qua. Đó là những thước phim ghi lại hành trình lưu diễn của Taylor. Album Red phát hành vào tháng 10 năm 2012. Sau khi ra mắt album thì Taylor cũng đã đi khắp thế giới trong vài tháng để quảng bá cho các ca khúc. Trong video Red được mới tung lên mạng hôm 3 tháng 7 thì người hâm mộ có thể nhìn lại những bước chân lưu diễn của Taylor. Video ghi lại hình ảnh nữ ca sĩ trong hàng loạt bộ đồ diễn trước những biển người hâm mộ tại các sân vận động lớn khác nhau, cùng các màn trình diễn của Taylor tại một số lễ trao giải. Hình ảnh Taylor Swift tươi mới, hấp dẫn và đầy sức sống. Red là ca khúc chủ đề của toàn album. Ngoài ra, còn có các ca khúc nổi đình nổi đám gần đây như We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, Begin Again, Everything Has Changed và 22. Trước khi video được phát hành thì Taylor đã chia sẻ trên mạng Twitter của mình rằng tôi rất vui khi video Red sẽ đến với các bạn tối nay và cũng hạnh phúc chờ đón tất cả gam màu sẽ đến vào ngày mai. Sau đây là phần dự báo thời tiết cuối tuần cho miền Nam Cali. Thưa quý vị, cuối tuần này thời tiết sẽ vẫn ấm nhưng dễ chịu hơn nhiều so với khí hậu nóng nực của cuối tuần trước tại Nam Cali. Sau đây là những chi tiết cho ba thành phố Westminster, Los Angeles và Riverside. Bắt đầu tại thành phố Westminster, ngày mai tức là ngày Chủ nhật sẽ lên tới 85 độ F với mây trong buổi sáng sớm theo gót bởi nắng ấm trong ngày. Ban đêm vẫn sẽ ấm, nằm ở 63-64 độ F trong đêm nay và đêm mai.
Tuần sau, nhiệt độ sẽ nằm ở trong vòng 80-82 độ F trong cả tuần lễ. Tiếp theo tại vùng Los Angeles, ngày mai chỉ trên hôm nay một vài độ, nằm ở trong vòng 81-82 độ, với đa số nắng sau những làn mây trong buổi sáng sớm. Ban đêm nhiệt độ sẽ vẫn ấm, nằm ở 64 độ F trong đêm nay và 66 độ F trong đêm mai. Chỉ số UV trong hai vùng Westminster và Los Angeles cho ngày mai sẽ cao ở 9 trong bảng mục lục, nhưng không khắc nghiệt như cuối tuần trước. Tuần sau đa số sẽ nóng ở trên 80 độ F trong tuần và lên tới 86 độ F trong ngày thứ ba. Và cuối cùng tại thành phố Riverside, ngày mai sẽ tương tự với hôm nay ở 92 độ F. Chỉ số tia tử ngoại sẽ cao, nằm ở trên 10 trong bảng mục lục. Ban đêm sẽ không khác gì với những vùng như LA và quận Cam, nằm ở trong vòng 63-64 độ F trong đêm nay và đêm mai. Riverside sẽ tiếp tục nóng trong suốt tuần sau, nằm ở trên 90 độ F mỗi ngày, với thứ sáu là ngày nóng nhất ở khoảng 97 độ F. Xin thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thế giới về ngày thời sự với Thái Bình và Tuyết Lê trong ngày 6 tháng 7 năm 2013. Và kính chúc quý vị có một kỳ cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc với gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của tuần sau. Xin kính chào tạm biệt.